Còn bây giờ con ra mà con pha sữa cho mẹ ạ. Con pha sữa cho mẹ ạ. Yes! Ôi, chờ đợi mãi đến ngày chủ nhật ngày hôm nay. Nghĩ rồi thì thích rồi. Hôm nay bao nhiêu việc phải làm. Đi chơi, xem phim, shopping. Thích quá. Xem bây giờ rồi nào. Nằm đây đợi một tí nữa. Bạn đến rồi mình sẽ đi chơi. Mẹ xin đừng khóc nữa. Mẹ mệt, mẹ đau đầu quá. Giờ để mẹ. Ôi dồi, con đói đúng không? Mẹ lấy sữa cho con uống nhá. Cái mây khoai tây nữa. Từ sáng đến giờ, bây giờ 9-10 giờ sáng mà còn chưa thèm xuống nhà. Thôi chết, quên mất. Ôi, hy vọng là mẹ mình sẽ không nhờ mình bất cứ một việc gì cả. Không là mình sẽ phải ở nhà mất. Mây khoai tây ơi, xuống mẹ nhờ tí nào. Pha sữa cho em hộ mẹ. Nhanh lên, em quấy quá. À, biết ngay mà vừa mới nói xong. Tức thế không biết được. Vâng, mẹ đợi con một chút. Dạ, mẹ gọi gì con? Con làm gì mà từ trên sáng trên phòng không xuống nhà đấy hả? Có mỗi ngày chủ nhật, con đang định đi chơi, đi shopping bạn bè. Con còn thấy hôm nay mẹ bận túi bụi không? Em thì quấy khóc, có mỗi một ngày ở nhà phải giúp mẹ chứ. Nhưng mà cả tuần con đi học rồi. Thôi bây giờ con ra mà. Thôi bây giờ con ra con pha sữa cho em hộ mẹ đi. Nhớ nhá, nhớ pha đúng tỷ lệ mẹ đã dặn rồi nhá. Xong tiện là đi chợ nấu cơm luôn này. Xong rồi đi ra tạp hóa mua mấy đồ lặt vặt cho em hộ mẹ nhá. Đấy, mẹ có tờ giấy mẹ ghi hết rồi. Con đi ra chợ hộ mẹ đi. À, vâng con biết rồi. Ôi, rồi đây có sữa cho em uống đây. Mẹ ơi, sữa đây rồi. Ừ, đây. Em bú đi, em bú đi, em uống đi. Ngoan, em ngoan. Ơ kìa. Dạ. Sao còn ngồi đấy? Đi chợ nấu ăn đi. Đi lên. À. Ôi, em ngoan, ngoan. Dạ vâng, alo ạ. Vâng, vâng, em đây chị. Sao hả chị? Việc mà phải đến luôn á. Nhưng mà chị ơi, em bận lắm, em còn đang bận trông con nhỏ đây này. Còn em mà quấy em không nhờ ai được. Sao? Bắt buộc phải đến hả chị? Thôi được rồi vâng, để em cố gắng sắp xếp công việc. Vâng vâng vâng, chị đợi em chút, em đến ngay. Dạ dạ. Làm nào bây giờ đây? Mày khoai tây! Ra đây mẹ nhờ tí. Ờ sao nữa hả mẹ? Con chưa làm xong việc trong kia đâu. Rồi, đây. Bây giờ mẹ có việc gấp, không thể nào mà không đến được. Mà em, mẹ không nhờ ở ai. Thế thôi bây giờ con cố gắng con chăm em một ngày giúp mẹ nhá. Từ mai mẹ về. Mẹ đi cả một ngày. Ừ, việc của mẹ gấp lắm. Mẹ cũng không muốn nỡ xa em đâu. Nhưng mà thôi, bây giờ con bế em nhá. Chăm giúp mẹ một ngày đấy. Con xem mẹ chăm em suốt ngày rồi. Bây giờ chăm giúp mẹ một ngày thôi. Để mẹ đi có việc. Rồi mai mẹ về luôn nhá. Cố gắng nhá. Đấy. Mà nhé, cẩn thận nhá. Chăm cho cẩn thận. Em mà sứt miếng nào về mẹ. Đừng có trách mẹ đấy. Mẹ đi đây. Con biết rồi. Đấy mà, vừa mình nói xong lúc nãy là nếu mà chăm nó cả ngày chắc mình phát điên mất. Và bây giờ thì hiện thực rồi đấy. Đừng khóc nữa. Sữa đâu rồi? Bắt đầu thôi các bạn ơi. Vừa thấy sợ nhưng mà cũng vừa thấy hào hứng vì lần đầu tiên chăm em bé trong 24 giờ liền. Let's go. Làm gì nào? Ôi, chưa gì thấy em bé khóc rồi. Đâu xem nào, em bé khóc. Chạy vào phòng lên là xem em bé khóc. Ồ, đây chị yêu. Em bé muốn gì đây? Đồ chơi hay là gì? À, phải vào trong bếp lấy cho em bé cái ti giả. Đúng rồi, cho em bé ngậm thì em bé sẽ không khóc nữa. Chị đến rồi đây. Ôi dồi ôi, lần đầu tiên chăm nem cũng còn vụng về quá các bạn ạ. Nào ngậm ti giả nào, ngoan rồi ngủ nhá. À, mình phải làm sạch nó trước đã. Ti giả bẩn quá. Để vào trong bếp rửa sạch và sát trùng đi. Nào rửa sạch ti giả.
giản là mang ra cho em bé. Đây, chị đến rồi đây. Ôi dồi ôi, thương em tôi. Khổ thân. Nào, ui, em bé ngoan rồi này. Lại là gì đây, em bé lại khóc rồi. Vừa mới ngoan được có mỗi một tí. Thế bực ghê được. Ôi, em bé bị đun rồi. Trời ơi, nó ám ảnh kinh hoàng. Khi mà về trông em bé, chắc hẳn là bạn nào cũng sợ như mình thôi. Thôi được rồi, chị thay tã cho. Ôi, đây bẩn quá rồi, phải đi vào thùng rác đã. Vứt vào thùng rác. Đi rửa tay. Rửa tay, rửa tay, à đây bồn rửa tay rồi. Rửa tay nào. Xong mình lại chạy ra lấy tã cho em bé. Ơ, à, chị biết rồi, đợi chị một tí. Cha em bé lại đang khó chịu đấy. Lấy tã trong tủ nào. Mẹ mình hãy để tã ở đây. Đây rồi. Lấy một cái tã. Đây, chị biết rồi. Đợi chị một tí, trời ơi, mình còn vụng về quá các bạn ạ. À, em bé ngoan rồi này. Đấy mà, cũng ngoan một tí thôi là lại khóc ngay được. Cái gì đây, em bé muốn gì đây. Xem nào, ơ, không ị đun. Xem nào, tìm một đồ chơi cho em bé chơi đi. Về cái xe ô tô cứu thương này chẳng hạn. Không. Ơ, em bé không thích món đồ chơi này. Vậy phải tìm cái gì đây? À, em bé thích quả bóng màu vàng này cơ. Lấy quả bóng màu vàng này. Đây. Trời ơi, được không nữa? Đấy, em bé lại ngoan rồi. Thằng cu này cũng khó chịu rồi đấy. Lúc nào cũng phải đúng ý đó cơ. Đi lấy ít đồ quần áo để nó phơi lên nào. Mà trong một thằng nhỏ đã đủ mệt rồi, rồi còn thằng em họ nữa, thằng này tên là Jack đấy. Đứng đây làm gì không chịu đi học. Nó muốn mình lấy cho nó kem đánh răng đấy. Lớn thế rồi đấy, muốn thử lấy kem đánh răng đưa nơi nó. Đây, đánh răng đi rồi mà đi học đi nhá. Nhanh lên không muộn học đấy. Thằng này lại ngồi luôn bàn rồi. Muốn ý gì đấy? I need breakfast. Đó, mình là nó đói. Thế là bây giờ mình phải đi lấy mì cho nó ăn. Trời ơi. Đang đâu dưng thằng em họ sang đúng lúc ghê. Đã chả giúp được gì rồi lại còn suốt ngày sang chị phục vụ thế này. Chị chăm lo thế này nữa. Đúng là tuổi trẻ khác đang tuổi dậy thì ăn lắm ghê. Hai bánh mì liền. Để ăn đi. Chịu ăn hai cái rồi, nó vẫn còn chê ít hay là gì? Ăn đi ớ cái thằng này. À, nó phải có mứt nữa nó mới chịu ăn. Chứ ăn cái mì không nó phải khô, nó không ăn. Ôi trời ơi, thằng này nhũ sự ghê được. Đây, có lòng mứt mẹ mình để cho được lại. Này, ăn đi. Ăn đi mà đi học. Nhanh lên cũng muộn giờ bây giờ đấy. Mình vẫn chưa được ăn cái gì. Lại đứng đây cái thằng này. Đâu đi vào đi xem nào. Không, giờ này vẫn chưa chuẩn bị đồ cặp sách đi mà đi học đi à. Đây, chị lấy cặp sách cho. Nào đây, đi học đi. Nào nhanh lên, chị tiến ra xe. Xe đến đúng lúc thế. Đi học đi nha. Nhớ về sớm đấy. Kiệt sức rồi. Ôi em bé đang nằm ngoan, tranh thủ em bé lúc đang nằm ngoan nên mình vào bếp ăn cái gì đấy mới được. Ui trong bếp lắm đồ ăn quá. Ôi có hamburger này. Lớn tôi không ăn hamburger. Ngon quá. Xem nào bên này có gì đây. À có cả bánh khoai tây này. À, mình thích ăn bánh khoai tây. Bánh sô cô la phủ kem dâu nữa này. Ui hot dog. Ít nho khô. No nê quá. Đây, lại đùn rồi. Ờ, chị biết rồi, đợi chị một tí. Ghét nhất công việc này. Mùa
muốn đi vệ sinh thì cứ khóc lên trước đi, rồi chị vào chị bế ra nhà vệ sinh. Cứ phải xong rồi bắt đầu mới chịu khóc lên cơ. Đi rửa tay nào. Rồi đợi chị một tí. Đấy, phải đi tắm cho nó, không một tí nữa mẹ mình về mình thấy nó bệnh thế mình mắng mình mất. Đây đợi chị một tí. À lấy cái phao nữa chứ. Nó vẫn còn bé quá thế là có thể cần đến cái phao này. Đặt vào đây nào, rồi bế em bé ra. Rồi đây đợi chị một tí. Ôi trời ơi, người ngậm mùi hôi thối quá. Thế thôi là im rồi, cái thằng này cứ thích phải rong rủi đi này cơ. Nhìn gì, ghét ghét. Nào nằm vào đây, ngoan nhé, ngồi vào đây chơi nhá. Chị tắm cho nào. Nè, trên đầu kìa. Thôi, đến giờ gội đầu nào. Nào, thơm tho sạch sẽ tí về mẹ còn thưởng cho chị nữa chứ. Xả tí nước nha. Ngồi im ngoan chị yêu. Thơm tho rồi. Hi, lại ngoan ngay. Nào vào trong nôi nằm nhá. Để chị dọn nước lại đi nhá. Mẹ sắp về rồi. Đây ngoan. Đây. Ra dọn cái đống kia. Xả nước đi rồi cất cái phao đi vào vị trí của nó nào. Làm xong là phải dọn luôn. Không là bày ra mẹ mình nhá. Về mẹ mình thế mẹ mình lại mắng mình mất. À, xong rồi. Cuối cùng là mẹ mình cũng đã về. Yeah. Mai con mình làm tất cả mọi việc. Mai con mình đã hoàn thành xong tất cả mọi việc. Mẹ mình sẽ thưởng cho mình vì mình làm rất tốt mà. Và đấy, sau khi mà mẹ mình bận, nhiều có lúc mẹ mình bận như thế này thì mẹ chăm em thì mình mới biết được là một mẹ của mẹ chăm em vất vả như thế nào. Chứ kể mẹ phải nấu cơm này, rồi mẹ phải đi chợ. Nói chung là có những ngày nghỉ này các bạn nên giúp đỡ mẹ mình chăm sóc em bé hoặc là nấu cơm, làm công việc nhà hộ mẹ mình nhá. Và video của mình đến là kết thúc rồi. Các bạn nhớ like và đăng ký và bật nút chuông thông báo để nhận thật nhiều thông tin về các video mới của mình nha. Và tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye.